Tàu lặn Titan trong chuyến thám hiểm mới nhất ngày 18 tháng 6 đã mất tích cùng với 5 người bên trong con tàu. Mặc dù được đánh giá là có độ an toàn cao và dưỡng khí tối đa có thể đủ cho 96 giờ, nhưng con tàu Titan này đã từng bị đặt câu hỏi về độ an toàn vào năm 2018 bởi chính giám đốc phụ trách hoạt động hàng hải thời bấy giờ là David Lovridge. Ông này nói rằng ông đã bị sa thải vì chia sẻ lo ngại rằng thân tàu không thể chịu được độ sâu khắc nghiệt và hành khách có thể gặp nguy hiểm khi xuống tới độ sâu cực đại. Theo ông Lowridge, tàu Titan cần được kiểm nghiệm thêm. Thiết kế cửa sổ quan sát của tàu lặn chỉ chịu được áp suất cho phép ở độ sâu 1.300m. Song Ocean đã lên kế hoạch đưa khách xuống độ sâu 4.000m. Cũng trong năm 2018, một tổ chức thương mại về tàu ngầm chở khách đã gửi thư bày tỏ lo ngại về độ an toàn của các chuyến tàu của Ocean Gate. Cho rằng, cách thử nghiệm của công ty này có thể có những hậu quả thảm khốc tiềm tàng, có thể ảnh hưởng đến ngành của họ. Trước chuyến đi hiện tại, một số hành khách cũ của tàu Titan cũng đã phản ánh về các sự cố xảy ra trong chuyến đi. Một YouTuber Mexico cho biết, tàu của anh bị mất liên lạc 2 tiếng và pin bị tụt khiến tàu tụt xuống được tới xác tàu nhưng đã phải quay lại mặt nước sớm hơn so với dự kiến. Cho đến nay, vẫn còn quá sớm để khẳng định nguyên nhân khiến tàu Titan mất tích, nhưng các chuyên gia đã đưa ra một số tình huống có thể xảy ra nhất, như tàu bị mắc kẹt trong đống đổ nát của xác tàu Titanic, mất điện hay hệ thống liên lạc của tàu lặn gặp sự cố. Nhưng cho dù là lý do nào thì vụ việc này cũng đã ảnh hưởng không hề nhỏ tới danh tiếng của Ocean Gate cũng như những kế hoạch trong tương lai của công ty du lịch mạo hiểm này. Tôi nghĩ rằng sau sự kiện này sẽ còn rất ít người đăng ký chuyến tham quan, ngay cả khi những người mất tích được giải cứu. Tôi nghĩ thật không may, điều này có lẽ đã giáng một đòn chí mạng vào kế hoạch của CEO Stockton cho công ty du lịch mạo hiểm này. Ocean Gate cần phải đóng cửa, điều tra để đảm bảo là họ đã thực hiện đủ các biện pháp cần thiết để đề phòng sự cố. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất kỳ ai. Như tôi chẳng hạn, tàu của tôi bị dòng hải lưu ngầm quăng vào chân vịt xác tàu Titanic. Suýt nữa thì tôi bỏ mạng ở đấy. Lỗi thì không phải là do ai, đó là tự nhiên, nhưng chắc chắn phải dừng hoạt động và phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và có những biện pháp cần thiết. Các chuyên gia cho rằng ngay cả khi con tàu được tìm thấy dưới nước, việc trục vớt nó cũng có thể gặp khó khăn, đặc biệt nếu nó vướng vào những mảnh vỡ từ xác con tàu Titanic ở dưới đáy biển cả thế kỷ.